Trong pháp môn niệm Phật, sự vãng sanh về cực lạc không chỉ là một mục tiêu tu hành cao quý, mà còn là kết quả của lòng thành kính và sự chuyên tâm. Dù bạn là người mới bước vào con đường tu tập hay đã có nhiều năm kinh nghiệm, sự thành tâm niệm Phật và dứt trừ mọi nghi ngờ sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến cực lạc. Điều quan trọng là quá trình này không chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân mà còn được hỗ trợ bởi Phật lực từ bi và cứu độ. Điều này đảm bảo rằng tất cả chúng sinh đều có cơ hội như nhau để đạt được sự vãng sanh. Tuy nhiên, sự khác biệt về trí thức, công hạnh và mức độ tinh tấn trong việc tu tập sẽ dẫn đến sự phân chia rõ ràng trong phẩm vị vãng sanh. Theo Kinh Đại Bổn, phẩm vị vãng sanh được chia thành 3 bậc, trong khi theo Quán Kinh, phẩm vị này được phân chia thành 9 phẩm. Dù có sự khác biệt trong số lượng và mức độ chi tiết, bản chất của sự phân chia này vẫn giữ nguyên ý nghĩa cốt lõi. Phân chia 3 bậc là tổng quát, còn phân chia 9 phẩm đi sâu vào chi tiết, nhưng đều thể hiện sự linh hoạt và từ bi của Phật Pháp trong việc đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân. 3 bậc 9 phẩm vãng sanh. 3 phẩm bậc trên thượng. 1 phẩm thượng thượng. A. Hành động trong lúc sống, tâm từ không sát hại chúng sanh, giữ giới hạnh đầy đủ, đọc tụng đại thừa, thực hành 6 phép tu hành, hồi hướng công đức, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Nếu hoàn thành tất cả, sẽ được vãng sanh trong từ 1 đến 7 ngày. B. Trạng huống lúc lâm chung. Đức Phật A-di-đà cùng các thánh chúng sẽ đến tiếp dẫn, nâng đài kim cang trước hành giả, chiếu sáng và khuyến khích hành giả. Trong khoảnh khắc, hành giả sẽ vãng sanh về cực lạc. C. Kết quả sau khi vãng sanh. Sau khi vãng sanh, hành giả sẽ thấy các cảnh trí trang nghiêm và thuyết pháp mầu nhiệm từ Phật và Bồ Tát. Nghe pháp xong, hành giả đạt được vô sanh nhẫn, bay khắp 10 phương, chứng đặng pháp môn tổng trì và trở về quốc độ để hóa độ chúng sanh. 2. Phẩm thượng trung. A. Hành động trong lúc sống. Dù chưa đọc tụng đại thừa hoặc hiểu thâm nghĩa, nhưng vẫn giữ lòng tin vào chân lý đệ nhất nghĩa đế và không hủy báng đại thừa. Công đức hồi hướng cầu sanh tịnh độ. B. Trạng huống lúc lâm chung. Đức Phật A-di-đà cùng các thánh chúng nâng đài vàng đến trước hành giả, tán thán công đức và khuyên học lý đệ nhất nghĩa của đại thừa. Hành giả sẽ vãng sanh trong khoảnh khắc. C. Kết quả sau khi vãng sanh. Trên đài vàng như hoa sen lớn, hành giả sẽ thấy tướng sắc vàng sau một đêm. Nghe pháp đệ nhất nghĩa, không thoái chuyển bồ đề tâm sau 7 ngày, bay khắp 10 phương, lễ bái chư Phật và tu pháp tam muội. Sau một kiếp, chứng được vô sanh pháp nhẫn và thọ ký thành Phật. 3. Phẩm thượng hạ, cụ thể là quá trình vãng sanh và kết quả của nó. A. Hành động trong lúc sanh tiền để đạt được phẩm vị cao trong cõi cực lạc. Người hành giả cần phải tin tưởng vào nhân quả, không hủy báng đại thừa và phát đạo tâm vô thượng. Công đức từ những hành động này được hồi hướng cầu sanh tịnh độ, thể hiện lòng chân thành và quyết tâm. B. Trạng huống lúc lâm chung. Khi sắp lâm chung, hành giả sẽ được đón tiếp bởi Đức Phật A-di-đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí cùng 500 hóa Phật. Họ đồng thanh tán thán rằng, Pháp tử, ngươi đã phát đạo tâm vô thượng nên nay chúng ta đến rước ngươi. Hành giả thấy mình ngồi trên đài hoa sen vàng và sau khi hoa búp lại sẽ theo Phật và Bồ Tát vãng sanh trong ao sen thất bảo. C. Kết quả, khi vãng sanh trong cõi cực lạc, hành giả sẽ ngồi trong hoa sen được một ngày một đêm trước khi sen nở. Sau 7 ngày, hành giả mới thấy tướng tốt của Phật nhưng chưa rõ lắm. Sau 21 ngày, mắt sẽ thấy rõ tướng của Phật và tai cũng nghe tiếng thuyết pháp. Hành giả sẽ chu du khắp 10 phương để nghe chư Phật giảng dạy các pháp niệm mầu. Qua 3 tiểu kiếp, hành giả chứng được bách pháp minh môn và an trú ở địa vị hoan hỷ, tức sơ địa Bồ Tát. Như vậy, dù con đường vãng sanh có khác nhau về bậc phẩm và phẩm vị, tất cả đều bắt nguồn từ sự nhất tâm niệm Phật và sự trợ lực của Phật. Mỗi phẩm vị có một đặc điểm và kết quả riêng, nhưng đều dẫn đến mục tiêu chung là vãng sanh về cõi tịnh độ và đạt được giác ngộ tối thượng. Sanh về 3 phẩm bậc giữa, chung. 1. Phẩm trung thượng. A. Hành động lúc sanh tiền. Để đạt được phẩm trung thượng, hành giả cần thọ trì ngũ giới, tu bát quan trai giới, giữ gìn giới đức thanh tịnh, không tạo nghiệp ngũ nghịch và không phạm lỗi lầm. Công đức từ các hành động này được hồi hướng để cầu vãng sanh cực lạc. B. Trạng huống lúc lâm chung. Khi sắp lâm chung,
Hành giả thấy Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng hào quang sắc vàng đến trước mặt, tai nghe Phật thuyết bốn chân lý: vô thưởng, khổ, không, vô ngã và tán thán hạnh xuất gia. Hành giả hoan hỉ ngồi trên hoa sen và chắp tay lễ Phật. Trong chốc lát, hành giả liền vãng sanh. Kết quả sau khi vãng sanh, hoa sen liền nở và hành giả sẽ nghe thuyết pháp về bốn chân đế, khổ, tập, diệt, đạo. Hành giả chứng quả A-la-hán, có đủ tam minh, lục thông và tám thứ giải thoát đầy đủ. Hai phẩm chung chung. A. Hành động lúc sanh tiền. Hành giả có thể đã từng tu bát quan trai, thọ giới sa di hoặc thọ giới cụ túc, mỗi công hạnh đều đầy đủ uy nghi trong một ngày một đêm. Công đức từ những hành động này được hồi hướng để cầu vãng sanh cực lạc. B. Trạng huống lúc lâm chung. Khi gần lâm chung, hành giả thấy Đức Phật A Di Đà phóng hào quang sắc vàng, tay nâng đài sen thất bảo cùng với thánh chúng đến trước mặt. Đức Phật tán thán rằng: thiện nam tử, vì ngươi tùy thuận lời Phật dạy nên ta đến rước ngươi. Hành giả ngồi lên hoa sen và hoa sen búp lại rồi vãng sanh cực lạc. C. Kết quả sau khi vãng sanh, ở trong hồ thất bảo 7 ngày, hoa sen mới nở. Hành giả mở mắt, chắp tay tán thán Đức Phật, nghe pháp và hoan hỷ, rồi chứng được quả Tu Đà Hoàn. Qua nửa kiếp, hành giả sẽ chứng quả A-la-hán. 3. Phẩm trung hạ. A. Hành động lúc sanh tiền. Hành giả thực hành hiếu dưỡng cha mẹ và làm các việc nhân từ ở đời, đồng thời cầu vãng sanh cực lạc. B. Trạng huống lúc lâm chung. Khi sắp lâm chung, hành giả gặp thiện tri thức và được nghe về an vui của thế giới Đức Phật A-di-đà, cũng như 48 lời đại nguyện của Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo. Sau khi nghe xong, hành giả mạng chung và trong chốc lát vãng sanh cực lạc. C. Kết quả sau khi vãng sanh. Trải qua 7 ngày, hành giả gặp Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí, nghe pháp và hoan hỷ, chứng quả Tu Đà Hoàn. Sau một tiểu kiếp, hành giả sẽ chứng quả A-la-hán. Sanh về 3 phẩm bậc dưới hạ. Phẩm hạ thượng. A. Hành động lúc sanh tiền. Dù không phỉ báng kinh đại thừa, nhưng cuộc đời đã tích tụ nhiều tội lỗi, hành động ác và sống trong ngu si, không biết tự sửa đổi. B. Trạng huống lúc lâm chung. Gần lâm chung, được may mắn gặp đại thiện trí thức chỉ dạy danh hiệu và đề mục của 12 bộ kinh đại thừa. Nhờ nghe tên 12 bộ kinh, tội lỗi nặng nề được trừ diệt. Theo lời chỉ bảo của thiện trí thức, hành giả niệm danh hiệu Phật, nhờ đó mà tiêu trừ nhiều kiếp tội lỗi trong vòng sinh tử. Hóa Phật và Hóa Bồ Tát Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí đến rước hành giả, và hành giả vui mừng khi thấy mình được ngồi trên hoa sen, vãng sanh về thế giới cực lạc. C. Kết quả sau khi vãng sanh. Sau 49 ngày, hoa sen mới nở. Trong thời gian này, Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí phóng hào quang, giảng dạy giáo lý thâm sâu của 12 bộ kinh. Hành giả nghe pháp và phát tâm vô thượng, trải qua 10 tiểu kiếp, thông hiểu các pháp và chứng được quả Sơ Địa Bồ Tát. Phẩm hạ trung. A. Hành động lúc sanh tiền, gây nghiệp chướng nặng nề, vi phạm ngũ giới, bát giới hay cụ túc giới, ăn cắp vật dụng của tăng, thuyết pháp không thanh tịnh, tạo các tội lỗi nghiêm trọng, đáng lẽ phải đọa địa ngục. B. Trạng huống lúc lâm chung. Lúc gần lâm chung, tướng địa ngục hiện ra. Nhưng nhờ gặp thiện trí thức dạy về uy đức và thần lực của Đức Phật A Di Đà, tán thán ngũ hương giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát chi kiến hương, tội nặng trong nhiều kiếp được tiêu trừ. Lửa dữ chuyển thành gió mát, hoa mưa giải rác và Phật Bồ Tát hóa hiện để tiếp dẫn. Ngay lập tức, hành giả vãng sanh vào hồ sen thất bảo. C. Kết quả sau khi vãng sanh. Trải qua 6 kiếp sen nở, Đức Quan Âm và Đại Thế Chí dùng pháp âm an ủi và giảng dạy nghĩa lý sâu xa của Đại Thừa. Nghe pháp, hành giả phát tâm vô thượng Bồ Đề. Phẩm hạ hạ. A. Hành động lúc sanh tiền, tạo đủ mọi nghiệp bất thiện, phạm tội ngũ nghịch thập ác, đã gây ra nhiều tội lỗi, phải đọa địa ngục và chịu khổ đau vô tận. B. Trạng huống lúc lâm chung. Gần lâm chung, may mắn gặp thiện trí thức dạy pháp màu và khuyến khích niệm danh hiệu Phật. Dù đau khổ bức bách, nhờ sự hỗ trợ của thiện hữu, kẻ ấy niệm theo được 10 lần Nam Mô A Di Đà Phật, nhờ niệm lực mà tội lỗi nhiều kiếp được tiêu tan. Khi mạng chung, thấy hoa sen vàng như mặt trời hiện ra và lập tức vãng sanh cực lạc. C. Kết quả sau khi vãng sanh, trong hoa sen đủ 12 đại kiếp, sen mới nở. Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí giảng dạy thật tướng các pháp và phương pháp diệt trừ tội chướng. Nghe pháp, hành giả phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vừa rồi là tổng hợp về các phẩm vãng sanh được phân chia thành 3 bậc: thượng, trung và hạ.
Cho mỗi bậc có 3 phẩm cụ thể hơn, tạo thành 9 phẩm tổng cộng. Thượng thượng, thượng trung và thượng hạ thuộc bậc thượng. Trung thượng, trung trung và trung hạ thuộc bậc trung. Hạ thượng, hạ trung và hạ hạ thuộc bậc hạ. Những thông tin này giúp làm rõ hơn con đường vãng sanh và kết quả mà mỗi hành giả có thể đạt được dựa trên công hạnh và sự tinh tấn của họ. Trong 9 phẩm vãng sanh mà chúng mình đã nói qua, chúng ta nhận thấy rõ ràng sự khác biệt về kết quả của các phẩm vị, chủ yếu dựa vào việc tu tập và hồi hướng công đức. 5 phẩm đầu tiên là kết quả của sự tu tập và hồi hướng công đức, với phẩm vị cao thấp phụ thuộc vào độ sâu và cạn của công tu tập. Càng tu tập nhiều và hồi hướng công đức chân thành, phẩm vị của người vãng sanh càng cao. Tuy nhiên, 4 phẩm sau, bao gồm các phẩm hạ thượng, hạ trung và hạ hạ, có nguyên nhân khác biệt. Những người thuộc 4 phẩm này chưa từng thực hành pháp xuất thế gian hay tu tập nghiêm túc. Họ có thể chỉ tu thiện pháp thông thường hoặc thậm chí tạo nhiều tội lỗi nghiêm trọng. Dù vậy, nhờ vào sự gặp gỡ thiện tri thức và phát tín tâm vào lúc lâm chung, họ vẫn có thể vãng sanh về thế giới cực lạc. Đây là trường hợp đới nghiệp vãng sanh nhờ vào nguyện lực rộng lớn và vô biên của Đức Phật A-di-đà. Điều này cho thấy tông tịnh độ có một sự đặc biệt hiếm có. Theo Phật giáo sơ học khóa bổn, đây là một pháp môn đặc biệt, không có môn nào khác trong tam tạng giáo điển có thể so sánh được với sự rộng lớn và mạnh mẽ của nguyện lực Phật A-di-đà, cho phép ngay cả những người có tội nặng nề vẫn có thể vãng sanh. Sức hộ niệm của thiện tri thức cũng là một điểm đặc biệt quan trọng trong tông tịnh độ. Dù người đó chưa từng nghe đến pháp môn tịnh độ hay không lưu tâm đến Phật Pháp, sự khuyến khích và hộ niệm của thiện tri thức trong giờ phút lâm chung có thể giúp họ vãng sanh về cực lạc. Đây là minh chứng cho sự quý báu của công năng gia trì và hộ niệm của thiện tri thức gần ngang với Phật lực. Cuối cùng, sự quan trọng của giờ phút lâm chung không thể bị xem nhẹ. Dù một người có tu tập hay không, trạng thái tâm lý và sự thanh tịnh trong giờ phút này quyết định việc vãng sanh. Những bậc thiện tri thức và sự hộ niệm không thể thiếu trong giờ phút quan trọng này để đảm bảo rằng người sắp ra đi có thể có một cuộc đời hạnh phúc và vĩnh cửu qua đời này và các đời sau. Điểm quan trọng cần lưu ý là sự phân biệt giữa kết quả tất nhiên và kết quả hy hữu trong việc vãng sanh. Trong 9 phẩm vãng sanh, 5 phẩm đầu tiên là kết quả của sự tu tập hồi hướng công đức và nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc. Đây là kết quả tự nhiên, phản ánh sự nỗ lực và thực hành liên tục của người tu hành. Phẩm vị của họ phụ thuộc vào mức độ sâu sắc của công tu tập. Ngược lại, 4 phẩm sau, đặc biệt là các phẩm hạ thượng, hạ trung và hạ hạ là kết quả của sự vãng sanh hy hữu. Những người thuộc các phẩm này chưa từng niệm Phật hay tu hành và thậm chí có thể đã gây nhiều tội lỗi nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ gặp được thiện tri thức và phát tâm niệm Phật vào lúc lâm chung, họ vẫn được vãng sanh. Đây là hiện tượng đặc biệt, không phải là kết quả tất nhiên mà là nhờ vào nguyện lực vô biên của Đức Phật A-di-đà. Sự nhầm lẫn có thể xảy ra khi người ta nghe về 4 phẩm này và cho rằng không cần phải tu hành hay niệm Phật trong cuộc đời này, mà chỉ cần chờ đến phút lâm chung để nhờ người khác hộ niệm hoặc tự niệm vài lần là đủ. Đây là quan niệm sai lầm và không hiểu đúng tinh thần của pháp môn niệm Phật. Niệm Phật hàng ngày giúp hình thành thói quen và sự nhất tâm, giúp người tu hành có sự cảm ứng và tự tin vào giờ phút lâm chung. Đó là hiện tượng tránh thường và là sự chuẩn bị chủ động. Còn việc chờ đợi đến lúc lâm chung để phát tâm, dù có thể được cứu vãn nhờ duyên tốt và thiện tri thức, là một hiện tượng đặc biệt và không thể dựa vào hoàn toàn. Trong khi đó, hiện tượng đặc biệt là không thể kiểm soát và không thể ỷ lại vào. Ngoài ra, tình cảnh lúc lâm chung rất đa dạng và không phải lúc nào cũng có điều kiện thuận lợi để được thiện tri thức hộ niệm. Có thể gặp phải các tình huống không thể dự đoán, từ chết trong các hoàn cảnh khắc nghiệt đến những trường hợp không thể mời kịp thiện tri thức. Do đó, việc dựa vào chính mình, tu tập và niệm Phật hàng ngày, phát nguyện vãng sanh và hồi hướng công đức là cách đảm bảo vững chắc hơn cho việc vãng sanh. Đây chính là ứng hợp với các đại nguyện của Đức Phật A-di-đà và giúp đảm bảo cho sự vãng sanh của hành giả. Tóm lại, việc tu tập và niệm Phật là phương pháp chủ động và bền vững. Đừng nên chỉ dựa vào sự may mắn hoặc tình cờ trong giờ phút lâm chung, mà cần có sự chuẩn bị và nỗ lực liên tục trong suốt cuộc đời.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành và lắng nghe tập podcast Ba Bậc và Chín Phẩm Vãng Sanh trên kênh Đắc Nhân Tâm. Trong tập này, chúng ta đã cùng nhau khám phá sâu sắc về các phẩm vị trong vãng sanh và những điều quan trọng trong hành trình tâm linh. Hy vọng rằng những kiến thức và thông tin được chia sẻ đã giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về con đường vãng sanh và sự quan trọng của việc tu tập. Đừng quên rằng mỗi hành trình tâm linh đều có giá trị riêng và việc hiểu biết càng sâu về các giáo lý sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn trên con đường giác ngộ. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hay đóng góp nào, xin hãy để lại ở phần bình luận để cùng nhau phát triển và hoàn thiện hơn. Chúng mình rất mong được gặp lại các bạn trong các tập podcast tiếp theo với nhiều chủ đề hấp dẫn và bổ ích hơn. Chúc các bạn luôn an lạc và hạnh phúc trong hành trình của mình. Hẹn gặp lại!